thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 7 km, cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, dọc theo đường quốc lộ 2A. Trung tâm của thị trấn Hương Canh là cụm di tích lịch sử ba đình, gồm đình Hương Canh, đình Ngọc Canh, đình Tiên Canh, hay còn gọi là đình Tiên Hường. Các đình có diện tích khá rộng, rộng nhất là đình Tiên Canh. Khoảng cách giữa các đình không xa nhau, từ đình Hương Canh đi về phía đông bắc khoảng 1 km là đến đình Ngọc Canh, đi khoảng 1 km về phía tây nam là đến đình Tiên Hường. Ở cả ba đình đều thờ 6 vị thần hoàng làng là Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, Con Trưởng Ngô Quyền, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, Con Thứ Ngô Quyền, Đông Hàn Đại Thần Đỗ Cảnh Thạc, Tướng Lĩnh Ngô Quyền, Linh Quang Thái Hậu, Dương Thị Ngọc Như, vợ cả Ngô Quyền, Ả Lữ Nương Nương Dương Phương Lan, vợ thứ Ngô Quyền, Thị Tùng Phu Nhân, Phạm Thị Uy Duyên, vợ Ngô Xương Ngập. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, tổng bề mặt các ngôi đình được xây dựng theo hình chữ vương, cùng với các kiến trúc hoành tráng, những chạm khắc, trang trí cổ điển. Ở đình Hương Canh, tất cả các đầu dư, lọng cột, những phần thừa ra ở đình đều được biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Những đầu kìm được chạm lộng sâu đến găng tay, những nhát mác cong, đều nho vun vút. Những đầu hoành, đòn tay là những chú voi mập mạp như đang đứng đó cùng nhau khiêng độ mái đình. Đặc biệt, những chạm trổ trên những bức cốn và ván gió mới thật tuyệt tác. Tất cả có 19 bức chạm lớn nhỏ ghép thành 6 mảng lớn ở trong đình. Đây là hình ảnh thu nhỏ của ngày hội làng, phản ánh phần nào sinh hoạt của nhân dân thời Lê Trung Hưng. Đình Ngọc Canh, nội dung và nghệ thuật chạm trổ đình Ngọc Canh có những đặc điểm khác với đình Hương Canh. Nếu như đình Hương Canh miêu tả ngày hội làng, những trò chơi đông người vui nhộn, thì đình Ngọc Canh đặc tả những người lao động, những thú vui hàng ngày của nông thôn. Với bố cục chặt chẽ, hài hòa, đình Ngọc Canh là một tác phẩm hoàn hảo, có nội dung tư tưởng sâu sắc. Đặc sắc nhất là bức dựng cột buồm được chạm trên đầu cột ở gian cạnh, miêu tả cảnh đóng thuyền buồm của một hiệp thơ. Đình Tiên Hường ít miêu tả cảnh sinh hoạt của con người, hầu hết là chạm các cảnh thiên nhiên và vật thờ như hoa sen, rùa, phượng, kình nghê, đặc biệt là hình rồng rất phổ biến với những tư thế khác nhau như rồng hút nước, rồng quấn cột, cá hoa rồng, v.v. Bức chạm trổ tiêu biểu nhất là bức cửa võng ở đình, được làm ngay ở cửa, gồm 2 lần cửa trong và ngoài. Mỗi lần có 3 ô trang trí bằng 7 lớp cá hoa rồng, trông rất uy nghi. Tại các đình hàng năm, luôn có các lễ hội sinh hoạt tập thể của nhân dân. Lễ hội lớn nhất là rằm tháng 2 âm lịch. Và dịp này, bà con lối xóm nô nức đến các đình xem hội, người dân đến cầu cho 6 vị thần hoàng làng phù hộ cho dân tình no đủ, làm ăn phát đạt, nhà nhà hạnh phúc, đồng ghi ơn và tưởng nhớ các vị có công cho đất nước. Ngoài ra, người dân cũng hay sinh hoạt ở đình như đánh bóng chuyền, chơi cờ tướng. Ba đình là những công trình được nhà nước công nhận là di sản văn hóa. Trong các đình còn lưu trữ các chạm khắc chữ Hán, chạm khắc cổ có giá trị cao. Đây cũng là nơi sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ của nhân dân thị trấn Hương Canh. Theo ông thì khi kiểu làm như thế này thì nó vẫn giữ nguyên ạ? Vẫn giữ nguyên bởi vì là đây là trùng tu, các kích cỡ, các mẫu mã của nó không được thay đổi. Chỉ có một số là cái cột của nó là nối chân thì hai chất liệu gỗ là nó cũng có những cái bị kém hơn so với cái cũ. Tức là lúc đầu thì đầy nhưng mà sau này ngót gỗ thì lại là nhỏ hơn một chút so với cũ. Còn các mà con giống mà bị hỏng rồi thì được là phục hồi lại. Ví dụ như là các bức chạm khắc là vẫn nguyên bản, không sửa chữa một tí nào, mà thợ mộc cũng không tham gia một tí nào về viên chạm khắc. Các bức trang trí của họ thì hoành phi nguyên bản luôn, hoành phi. Và thêm thì có thêm là sau này thì các gia đình bước vào công bố kết quả thôi. Chứ hoành phi là hoành phi cổ, gồm có một bức sắc phong của nhà vua Minh Mạng thì trung nghĩa dân, bức sắc phong của nhà vua. Còn chữ cổ của Thánh Cung Vạn Tuế là vẫn nguyên si các hoành phi. Tất cả mọi cái ở trong đình về chi tiết họa tiết hoa văn chạm khắc là nguyên bản.
Như vậy không chỉ ngày xưa mà nay việc làm đình nếu được chính quyền địa phương quan tâm vẫn được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thật hạnh phúc cho một dân tộc khi tiềm thức về cội nguồn, về truyền thống văn hóa vẫn còn dạt dào trong mỗi người dân.